Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với Rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã trở lại với Rikaki Gaming. Và cách đây 3-4 ngày thì một số những YouTuber đầu tiên ở bên server Ấn Độ và một số server khác, họ đã phát hiện ra một thứ rất kỳ lạ ở trong Arena Free Fire ở trên đảo quân sự 2.0. Đó chính là một vài những cái vật thể mà nó rất kỳ lạ anh em ạ. Và trong video này chúng ta hãy cùng nhau thử phân tích xem là chuyện gì đang kỳ lạ và rất kỳ lạ đang diễn ra ở trên đảo quân sự 2.0. Ok, thì như mình đã nói, cách đây khoảng 3-4 ngày, mình nghĩ là cách đây khoảng 4 ngày thì một số những YouTuber ở bên Ấn Độ và bên một số những server lớn như là server Mỹ Latin thì họ đã phát hiện ra một cái vật thể rất kỳ lạ, đó là những cái chai thủy tinh nằm ở trong cái khu vực làng chài này. Đấy, mình cũng không rõ là những cái này nó xuất hiện từ bao giờ, tại vì thực ra nó cũng là một thứ gì đấy nó quá nhỏ. Bắn xong con boss này đá, con boss này chạy ảo ấy nhở, ra biển tự tử các bạn đây. Vâng, nó chạy ra biển xong rồi nó quit game anh em ạ, vãi trưởng. Vâng, đấy thì ở trên cái khu vực làng chài này ấy, bỗng nhiên nó xuất hiện một số những cái chai thủy tinh nằm ở những vị trí rất kỳ lạ. Đây, tôi cho bạn xem, mà thậm chí là chúng ta có thể dùng được những cái chai này. Đấy, thì đây, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, ảo không? Vâng, rất là kỳ bí và nó sẽ có chữ dùng. Và trong cái chữ dùng này, và tất nhiên là chai này không phải dùng để uống nước. Ở bên trong cái chai này ấy, thì nó sẽ có một cái mảnh giấy gì đó. Và khi mà chúng ta ấn dùng cái chai này thì nó sẽ bất ngờ là hỏi chúng ta là có muốn kết bạn với một người có tên là như này hay không. Đấy, Kenot DQO36S thêm bạn và chơi cùng nhau. Đấy, ảo không anh em? Đấy, nhưng mà cái điều mà nó ảo hơn ấy là khi mà tôi ấn đồng ý kết bạn với cái này thì trong danh sách bạn bè tôi hoàn toàn không hiện được người này. Đấy, anh em thấy nó ảo ma không? Và sau khi mà chúng ta ấn đồng ý hoặc là không đồng ý kết bạn với cả cái chai này thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta, đó là một cái hòm kho báu. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là mình hoàn toàn không mang theo cái bản đồ kho báu nhá, nhưng mà ở trên cái khu vực đó, làng chài này, nó bất ngờ xuất hiện một cái bản đồ kho báu. Đấy, nó rất là kỳ lạ luôn. Và cái bản đồ kho báu này ấy, thì nó sẽ nằm ở loanh quanh ở trong vực làng chài này thôi. Đấy, nó rất là kỳ lạ. Tôi không biết là cái người mà tôi vừa kết bạn là người hay là ma anh em ạ. Vâng, ảo thật sự. Và thực ra ấy, từ xưa đến giờ ấy, bên Ghana họ có một cái thói quen rất là kỳ lạ từ cái thời mà rất lâu rồi. Đấy là họ hay đưa những cái yếu tố nó hơi có tính kinh dị vào trong Ghana Free Fire. Nếu các bạn nào nhớ ngày xưa tôi đã từng làm top những cái địa điểm cực kỳ kinh dị ở trên đảo quân sự này, bức tranh ma rồi thì hòn đá ma các kiểu, rồi thì những cái khu vực rất kinh dị ở trên đảo Thiên Đường, ví dụ như là cái máy bay nó bị nổ chẳng hạn. Thì bây giờ bên Ghana họ lại bắt đầu đưa vào trong Ghana Free Fire một số những yếu tố mà theo tôi đánh giá là nó hơi có tính kinh dị anh em ạ. Đấy, thì cái chuyện việc đầu tiên ấy là cái mà tôi rất thắc mắc là cái chai này, đấy, thì nó có bao nhiêu cái chai và nó có nằm ở trên khắp bản đồ hay không. Thì sau khoảng thời gian tìm hiểu ấy thì theo tôi được biết là cái chai này nó sẽ chỉ nằm trong khu vực làng chài mà thôi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chai này thì nó sẽ có nhiều chai hay chỉ có một chai. Thì theo tôi biết là nó sẽ có nhiều chai. Ví dụ như là ở trong cái khu vực này thì tôi lại loot thêm được một cái chai khác. Thì thực ra là cái vụ này nhiều người phát hiện ra là do là mọi người đi nhặt cái đai xanh nên mọi người phát hiện ra cái chai này. Và nói chung là lúc đầu nhìn trông nó như chai bình thường thôi. Đấy, ở khu vực này đấy là có Borong Tuyo 470 thêm bạn và chơi cùng nhau. Nhưng mà điều rất là thú vị là khi mà tôi ấn vào đồng ý kết bạn với cái thằng này thì nó hoàn toàn không có một thông báo nào là tôi đã kết bạn với nó hay chưa, và nó cũng không hiện ra ở trong danh sách kết bạn của tôi. Đấy, không biết là mình vừa kết bạn ngừa với người hay kết bạn với ma anh em ạ. Vâng, khéo là tối nay, đêm nay 12 giờ đêm nó lại nhắn tin rủ mình chơi thì chết. Vâng, nghe sợ thật sự. Và nói chung là có thể là đây là một tính năng mà cho phép chúng ta kết bạn với một ai đó ở trên bản đồ. Nhưng tôi cũng không biết là cái người mà tôi vừa kết bạn là ai và làm sao mà để tôi có thể gọi là liên lạc với người ta. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì cái phần còn lại của nó là sau khi mà chúng ta mở cái chai nó sẽ kích hoạt một cái kho báu. Đấy, và nói chung là theo tôi đánh giá đây là một tính năng rất là kỳ lạ. Và nếu như mà chúng ta đã mở một cái chai rồi thì cái chai nó sẽ biến mất. Tuy nhiên là những cái chai khác thì người khác vẫn có thể mở được. Và trong khu vực làng chài này theo tôi biết nó có khoảng 3 cái chai. Đấy, theo tôi biết là trong khu vực làng chài nó khoảng 3 cái chai. Một cái chai nằm ở chỗ cái đường cầu rồi đây. Đây là cái chai thứ hai và chúng ta
có một cái chai nằm ở chỗ chữ chài nữa. Đấy, chỗ chữ làng chài nó là một chai nữa. Trong cái chai này chúng ta sẽ thấy có một tờ giấy. Thì nếu như mà anh em nào mà hay đọc mấy cái chuyện mà ngày xưa về những cái người mà ta đi biển ấy, người ta bị lạc ngoài hoang đảo ấy, hoặc là người ta bị kẹt ở giữa biển ấy, họ không về được, thì họ sẽ kiếm một cái chai thủy tinh, sau đó kiếm một mảnh giấy, họ viết cứu tôi các kiểu vào đấy. Đấy, thì xong rồi họ vứt thì ra biển, thì cái may mắn thì cái chai đó nó sẽ trôi về phía một cái hòn đảo đó có người, và họ sẽ biết để mà đến cứu người ta. Đấy, thì đấy là cái câu chuyện mà ngày xưa mà chúng ta đọc những cái câu chuyện mà liên quan đến lạc ngoài hoang đảo, nó hay có những câu chuyện như vậy. Đấy, thì tôi không biết là cái tính năng này bên Ghana họ để làm gì. Ví dụ như là cái người mà ghi ở trong cái mảnh giấy đấy, họ còn tồn tại hay không? Đấy, thì đấy là cái mà tôi cũng khá thắc mắc, và tôi cũng không rõ là cái chai này bên Ghana để đưa vào để làm gì. Bởi vì thực tế là cái người mà chúng ta kết bạn ấy, cái tên người chúng ta kết bạn ấy nó viết hoa hết rồi, tôi nghĩ nó không phải là người. Đấy, và nói chung là kết bạn thì nó cũng có kết bạn ở đâu. Đấy, kể cả sau khi mà tôi kết bạn với mấy cái tên đấy xong ấy, thì tôi ra nó cũng không có bất kỳ người bạn nào như vậy hiện lên trong danh sách bạn bè cả. Đấy, nói chung là cái kết bạn đấy nói chung là cho vui thôi. Đấy, nói chung là tôi nghĩ là cái đấy không phải chúng ta kết bạn với người đâu, mà chúng ta kết bạn với một cái gì đó, một cái thế lực gì đó mà nó không phải con người. Đấy, đấy là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba là không phải ván đấu nào chúng ta cũng nhìn thấy cái chai. Đấy, có ván thì có hẳn 3 cái chai, nhưng có ván thì tôi không thấy cái chai nào cả anh em ạ. Đấy, có những cái ván thì tôi không thấy bất kỳ một cái chai nào cả, thế nó mới lạ. Đấy, ví dụ như vừa rồi chúng ta vừa đi qua cái chỗ chữ làng chài ấy, nó không có chai. Đây, thì đây nó lại có chai. Đấy, đây nó lại có chúng ta một cái chai. Đấy, thì mà cái chai này ấy, thì khi mà tôi kích hoạt ấy, thì nó lại không hiện ra gì hết, từ mà giật hết cả mình. Vâng, tự nhiên cái thằng bot cờ mờ này, vâng, thằng bot này làm tôi giật hết cả mình anh em ạ. Vâng, giật hết cả nảy, đang kể chuyện nguy hiểm, tự nhiên giật hết cả mình, lộ ra bắn nhiều lúc quả thoát hết cả tim. Đấy, mà ngoài ra thì tôi thấy là mấy cái chai này nó chỉ nằm ở mấy chỗ loanh quanh bãi biển thôi. Vì tôi có đi tìm ở những cái vị trí khác thì không thấy có anh em ạ. Ví dụ như là trong những cái nhà đổ nát này, hay là cái khu vực làng chài này, mà nói chung tôi chả hiểu cái làng chài mà sao cho một đổ nát vãi trưởng. Đấy, thì tôi cũng không rõ là cái tính năng đấy để làm gì. Có phải là một cái sự kiện đặc biệt hay là một cái gì đặc biệt của bên Ghana không? Tại vì tôi hỏi nhân viên Ghana thì nhân viên Ghana cũng không biết về tính năng này anh em ạ. Vâng, tôi nghĩ là mấy cái ông nào ở bên trong Ghana lúc mà làm game ấy, ông ấy chôn, ông ấy cố tình cho cái tính năng này vào. Chứ tôi thề có khi nhân viên ở Ghana Việt Nam không biết là có tính năng này ở trong game luôn. Đấy, ảo thật sự, nói chung là cái game này nhiều khi nó có những cái điều mà khiến chúng ta cảm thấy hơi kinh dị anh em ạ. Đấy, thì tôi chỉ sợ là bây giờ tôi kết bạn với thằng này xong rồi đêm nay nó lại nửa đêm mà nhắn tin nó rủ tôi chơi thì sao. Rồi, nói chung là đùa các bạn vậy thôi, nhưng mà tôi không, cái đấy nó suy nghĩ thế thì nó cũng hơi xa, nhưng mà tôi nghĩ là đây là một tính năng mà có lẽ bên Ghana muốn cho vào cho cái game cho là thú vị hơn. Nhưng mà thực ra bên Ghana nên có thông báo, chứ còn nếu mà để tự phát hiện ra này, thực ra lúc đầu tôi cũng chả để ý đâu. Xong rồi đúng là tôi đi qua đây tôi cũng có thấy cái chai thật, nhưng mà tôi còn chẳng sờ vào. Đấy, tôi thấy cái chai thật mà tôi còn chẳng sờ vào luôn. Đấy, thế nên là nói chung là cái tính năng này tôi đánh giá nó khá ảo anh em ạ. Đấy, chạy loanh quanh một lúc cũng có thấy có cái chai, có cái bình nào nữa đâu. Đấy, có đúng một cái bình nằm ở chỗ đằng kia mà thôi. Đấy, giật hết cả mình ở mấy con bot. Đấy, đấy, thi thoảng thì con bot nó nổi lên. Thực ra mấy thằng người tôi còn không sợ. Đấy, nhưng mà chính là mấy con bot này nhiều lúc nó xuất hiện ở những chỗ rất bất ngờ ấy. Kiểu mình chạy loanh quanh ở đấy suốt cả tiếng hồ chả thấy ai, xong tự nhiên con bot mọc từ dưới đất lên. Thì tôi nghĩ là cái tính năng kết bạn kia ấy, bên Ghana chỉ để cho vui thôi. Và nó cũng chẳng có giá trị, nó cũng chẳng có ích lợi gì. Đấy, và không biết là tại vì là cái đảo quân sự 2.0 này ấy, thì nó chưa xuất hiện trong rank. Không biết là trong rank có cái tính năng, có cái chai thủy tinh này hay không. Đấy, nhưng mà nếu mà trong rank mà có cái chai thủy tinh này, đi nhặt quả chai thủy tinh này xong rồi đào được cái hòm kho báu nó khá thú vị. Đấy, vừa huy hiệu thợ săn vừa có được hòm kho báu nó cũng khá hay. Đấy, thì nói chung là cái chai thủy tinh này đây, ví dụ như cái chai thủy tinh này tôi kích hoạt nhá. Đấy, thì nó lại chẳng có gì mà nó chỉ ghi là bạn mở bình của mình và tìm được kho báu của mình mà thôi. Đấy, thì nói chung là mình ra nhặt kho báu thôi, thì có cái chai thì nó sẽ yêu cầu chúng ta kết bạn. Có cái chai thì nó lại không yêu cầu chúng ta kết bạn, mà nó sẽ mở chúng ta cái kho báu luôn. Đấy, thì nói chung đây là một tính năng mà theo tôi đánh giá là tôi cũng không biết phải nói như thế nào về cái tính năng này. Đấy, anh em thích thì tự vào đảo quân sự 2.0 mà anh em tìm hiểu về cái bình này nhá. Đấy nhá, anh em tự vào mà tìm hiểu nhá. Đấy, nó rất là đơn giản, nó gọn gàng thế thôi.
Đấy, nội dung của clip nó chỉ hơi có tí kinh dị thôi chứ nó không có vấn đề gì cả. Và hy vọng là tối nay thì mấy cái thằng mà tôi kết bạn ấy nó không rủ tôi chơi, không sợ lắm thì mà nó không xuất hiện trong danh sách bạn anh em ạ. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh Ria Kia mình, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.